cửa hàng đồ cổ. Và rất là chùa, các bạn, chùa linh tinh. Sắc màu à. Tôm anh ơi, có tôm à, tôm kìa, bao nhiêu tôm ấy chị ơi? 50.000 à? Không có con màu xanh kia nhỉ? Màu xanh chỉ có màu xanh nhỏ. Có màu tôm đây, xanh này. Đi. Đi kia xong có màu khác không? Của chọn cái à? Đây chỗ này rẻ này. Ê, chết. Đấy. Ngoài này rẻ hơn đấy, thông chợ. 15.000 một đôi. Hả? 15.000 một đôi à? Có con xanh xanh không? Có con vây dài đâu. Con vây dài bắt lấy mấy đôi. Đợi tí. Thấy chưa? Con vào xúc đi. Đấy, vào lấy ngồi xuống. Kìa, cái vợt kia. Đấy, chú cho mượn. À, xúc. Em nhờ rồi. Đúng cái đôi mà nhà mình ấy, dài ấy, lấy con này không phải. Không phải, con này làm điếu con. Làm điếu con vây dài nào. Con vây dài nào mẹ nhầm à? Nhầm rồi. Không con vây dài nào đâu. Bộ xe à? Ra bộ xe à? Trong này làm điếu con vây dài nào. Cá này bán như nào? Con này 10.000 một đôi, con này 10.000 thôi. Cháu đi nhà tí nào. Con này. Không phải. Con xanh xanh đấy là con bẹt, không phải. Không phải con đấy đâu. Con chùa kìa. Long à. Số màu đen xấu lắm. Tôm. À số nó màu đen xấu. Con đừng múc cả bà. Đây, tôm đấy. Rẻ rồi, nhà có màu xanh, có màu xanh. Màu là 33, nhưng mà tại sao cái màu này nó lạ lắm. Màu lá. Là một con đấy rồi. Nó lại rụng càng mất rồi. Rụng càng, xanh xanh nhạt rụng càng mất rồi. Tôm 3 tiền con đấy. Con này xanh lá này. Không còn con nào màu này nữa em. Con này nó cùn mất đôi rồi. Xanh này. Xanh này ạ. Thì con mỗi con đấy phải dùng mỗi cả càng rồi thôi. Những con ba ta làm gì? Ba làm gì? Ba nó sửa nắng hơn. Xe hồi có tôm xanh nào không? Trong này toàn tôm đỏ à? Đâu? Con này hai con càng to vãi trái luôn. To nhỉ? Nhỉ? Mấy con này càng to này. Con này với con trong này. Càng tôm toàn hết rồi. Trong này toàn tôm đỏ. Không còn con xanh nào, toàn đỏ thôi.
bè Vinh chép chép coi khổng lồ. Con này câu rồi sướng nhỉ. Đâu? Tháp mười cái viên. Đâu đâu? To không? Thở bé thôi. À được đấy. Anh ơi, con cánh tiên bao tiền đôi nhỉ? 3 đôi. À, thế lấy mấy đôi nhỉ? Dạ vâng ạ. Con có màu xanh dây dài không? Cho nó bé. Có con to dây dài. Lấy con màu này cho lạ này. Hả? Con kia màu lạ rồi. Có con màu vàng dây dài đấy kìa. Để xem nào. Đánh đứng được nhé. Em dừng. Lấy con này là. Để sát vào. To to kìa. Đã nhìn thấy gì? Lấy màu xanh này nhé. Không nhìn thấy gì đó. Nhìn thấy chứ sao nhìn thấy. Em lấy. Anh mất con nào anh phải rồi á. Thôi cầm đi mất. Cái này để vứt không? Để em xem nữa. Lấy cái màu ấy không? Nó chạy mất rồi còn đâu. Đó rồi. Em ơi. Lấy cái màu tím tím này không? Hả? Lấy cái màu tím tím này không? Màu tím được. Màu tím được. Ừ. Một đôi đấy. Một đôi đấy là lấy thêm một đôi màu xanh dây dài đấy. Xanh to kìa. Con màu vàng dây dài dây dài, con màu xanh dây dài. Có con màu vàng dây dài đấy. Màu vàng xấu lắm. Con ba là con bên này nữa. Em lấy cho em cái màu 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 tím, một đôi tím tím mà nó to thì nhá. Nó còn to to. Này nhanh phết. Đấy, một nhà. Một đôi vàng nhá. Hả? Con vàng ạ. Hồng nhá, hồng to nhá. Một con đấy đi. Đấy, một con xanh xanh dài đó. Đấy, con đấy. Đấy bé, bắt con khác không? Đấy. Đấy đó, con đấy được. Bé bé. Vừa bắt con đấy, to đúng rồi đấy. Vừa bắt con to lắm rồi. Ừ, con này được rồi. Được rồi. Hả? Được, con đấy bé. Đây giờ đấy đấy, dưới dưới này này. Thôi được rồi, bao nhiêu con này? Hai con vàng luôn được. Mấy con rồi? 6 con ạ. 6 con à? Ok. Trắng này. Đâu trả bắt tiền tôi đi anh. Bắt tiền tôi đi. Con là con bé như này còn 100, 150 một con đây này. 150 một con bé đây à? Ờ. À, con to ấy chắc khỏe 200 hơn. Ờ. Màu đẹp. Xong chưa? Mở ra xem nào. Nó có độc lại mình trước à? Nhớ lên 1-200. 200 cũng không đủ rồi. Quá sớm. Về đó. Wow. Bác Huy mua sâu không? Mày sâu to nhỉ? Cái sâu to và trẻ. Sâu nó cắn không? Không đấy thì anh. Sâu. Hả? Huy hôm nay giờ là không mua sâu cho rồng ăn à? Cá rồng bây giờ nó ăn dế rồi. Sâu. Nó ăn dế với giá sâu. Sâu là bé vậy. Cá rồng bây giờ nó toàn ăn dế với giá sâu. Dế. 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 Đây bà khu chợ bán chim nhá. Nhiều lồng chim này. Ê mi con xanh mi đấy. Con chú bắt chưa? Tí được 1 triệu. Mở cho xem được cái cái này. Cái loại này. Đúng rồi. Chú xem được cái mở được cái này. Một thức ăn chim à? Được rồi, nhanh nhỉ.
nay có con đại bàng không biết gì vậy? Biết chim gì? Đúng rồi. Chú ơi, đây chim gì ạ? Chiếu mùn tai đỏ. Còn gì kìa? Sáo à? Ôi ôi trời. Điểm 3. Điểm, điểm. Bán số con mở đâu ấy thì nhỉ? Đây là điểm, điểm bán số con ấy. Đấy, đói sâu. Mấy người mạnh mạnh quá nhiều sâu. À kìa kìa, đạt thứ non. Cái này mấy em ạ. Và rất nhiều chim này. Đây đạt bên này chưa này. Sáu sáu sáu. Bao nhiêu một con sáu này? Sáu 200 con đen. 216 rồi. 6 này, 6 yểm này. Đây. Anh đi ra xem đàn này. Thôi rồi, cứ để anh tí anh quay lại. Đó. Đưa đi em lấy một đôi nhỉ. Này đói. Em lấy cả một đôi nhỉ. Bán mãi được con này em lấy cả một đôi. Bán thì em phải lời chứ. Lấy con này to rồi không phải. Con này cắn đấy. Đó. Ôi, còn tí đi làm sao? Em nóng quá đang quay. Quay. Yến. Yến Phụng, Yến Phụng, Yến Phụng. Yến Phụng. Phụng Hoàng Yến này. Yến Phụng, Yến Phụng. Rất nhiều là Yến Phụng. Yến Phụng. À. Nào đây. Đây. Nào đây, thoải mái lên. Đen là xem con này. Chỉ một câu à, một câu con. Chỉ một câu con. Mới nào. Chỉ một câu ấy. Giống như ông bà bao giờ lo đẻ một đôi ấy. Cù ấy chứ. Chỉ cù ấy. Cù. Chỉ cù. Như vậy. Con này ra lại buộc cánh nó ấy nhỉ? Sợ nó bay à? Đấy thì ông lúc nó đi theo ông bay. Nó bay mạnh rồi, nó sát rồi, nó bay rồi. Đây đẹp hết. Đưa vào cái cơn đóng cửa lồng là bay mất. Chị em con này chim gì? Chị áo lông. Chị áo lông. Chim màu. Con này đẹp. Con này sợ nó quấy mạnh như là buộc. Đây.
bỏ vào túi sâu. Đây. Hôm nay là cái gì? Gà đây. Đây. Đưa đây. Wow. Gà xe là đẹp chưa? Đẹp chưa? Con này là giống gì ấy chú? Châu à? Không xả đâu, nó không bổ đâu. Chọi à? Em mua gà cảnh về chỉ để thả nuôi ngắm cho đẹp thôi đúng không? Bọn này là nuôi thả đẹp. Xem chuột đắt không? Đây này là cây cảnh. Mua thêm cây á. Kéo ra mua. Bố mẹ mua gì thì con cứ yên đi nhá. Trời ơi, nhà mình trồng cái cây gì không nhà nó cần chết à. Bon này, cây gì đây, bon này? Cây gì đây? Cóc. Còn này ăn ngon. Đây cái hoa này, hoa gì? Wow, rất nhiều ấy này. Xương rồng này, mua xương rồng không? Mua, cũng ngồi đây đi. Dạ. Quả hoa xương rồng. Cây bụi đẹp nhỉ? Con nắng sống đi thôi. Bình rượu 50 lít. Hôm nay thời tiết rất nắng và nóng. Kia một lồng con chim thôi. Hoa sen này trồng chậu. Sân trường rất rộng luôn. Gửi xe ở đây, ở trong này nó chỗ có thể rửa tay nhá. Con này con vào đây con rửa cái tay xà phòng kia. Vào rửa tay. Rửa đi. Sao?
Đi thôi. Bác kia đã mua xong đấy rồi. Đã mua xong bình để ngâm rượu. Di tỉ gì cái gì cũng có.